Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch 153 của tỉnh ủy về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, nhiều tổ chức đảng ở cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức đại hội thành công. Đến nay đã có gần 70% các tổ chức cơ sở đảng cấp thôn, bản, tổ dân phố, cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ các cơ quan cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Một số đảng bộ cấp phường, xã, khối, cơ quan cũng đã tổ chức đại hội điểm. Nhìn chung các đảng bộ, chi bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã tích cực chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Hiện tại các đơn vị địa phương đang hoàn tất việc tổ chức đại hội điểm, sau đó đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai việc tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng kế hoạch. Là địa phương có dân tộc thiểu số chiếm trên 88%, thời gian qua Bắc Cạn luôn coi trọng việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Theo thống kê của Sở Nội vụ, hiện nay số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số của toàn tỉnh là hơn 8.500 người, chiếm tỷ lệ 81,2%. Số cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số đạt chuẩn ngạch và vị trí việc làm cấp tỉnh gần 3.000 người. Số cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn ngạch và vị trí làm việc cấp huyện là trên 4.500 người. Đến nay, đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng được đào tạo cơ bản ngày càng tăng. Qua đó, chất lượng cán bộ ngày càng nâng cao về nhiều mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực nghiệp vụ và giữ các chức danh lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, đơn vị địa phương. Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ năng lực cho đội ngũ công chức viên chức của địa phương, từng bước chuẩn hóa ngạch bậc theo quy định của nhà nước, đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Thời gian qua, huyện Na Rì luôn chú trọng công tác xây dựng đảng, đi đôi với việc kiểm tra, giám sát, thực hiện điều lệ đảng, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Trong năm 2019, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức kiểm tra đối với 6 tổ chức và 10 đảng viên. Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 23 chi bộ, 19 đảng viên, giám sát 7 chi bộ, 2 đảng viên. Sau khi kết thúc các cuộc kiểm tra giám sát, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật một tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở tiếp tục kiểm tra đối với 21 chi bộ và 3 đảng viên, giám sát 9 chi bộ và 9 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, việc thực hiện quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc thực hiện những việc đảng viên không được làm gắn với việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, cũng như để kịp thời uốn nắn, xử lý kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nên không có sai sót lớn xảy ra. Đến thời điểm này, huyện Ngân Sơn đã hoàn thành 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đại hội Đảng bộ huyện Ngân Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, 30 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, còn 12 chỉ tiêu chưa đạt như chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực, hệ số sử dụng đất, xây dựng bến xe khách, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải, số hộ đạt tiêu chí văn hóa, số thôn có nhà hợp thôn. Qua đánh giá và dự báo đến cuối nhiệm kỳ, toàn huyện sẽ có 30 trên 42 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội, 12 chỉ tiêu có thể đạt khi thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp như chỉ tiêu về xây dựng bến xe khách tại thị trấn huyện, thu ngân sách, các xã có trụ sở xây dựng mới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, việc kiểm tra giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí được các cấp ủy thực hiện thường xuyên, việc nắm bắt, dự báo tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được chủ động, qua đó không để xảy ra những tình huống bất ngờ đã góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục về công tác này tại huyện Bạch Thông. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy chính quyền đã ban hành hàng trăm văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan tổ chức đơn vị, tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài. Các cơ quan trong khối nội chính đã tăng cường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ Tết. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã tăng cường sự giám sát đối với việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, quy định của nhà nước trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm và triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và giữ vững và không có điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác quốc phòng quân sự địa phương thì được quan tâm. Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả. Nét nổi bật trong công tác nội chính của huyện Bạch Thông đó là công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị tại địa bàn được giữ vững và ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Tỷ lệ điều tra khám phá án, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đúng quy định của pháp luật đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 96,7%, vượt 11,7% chỉ tiêu. Án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt 5% chỉ tiêu. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 76 vụ, giảm 9 người chết, giảm 103 người bị thương, giảm thiệt hại gần 800 triệu đồng so với nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã thực hành quyền công tố, kiểm sát, xét xử sơ thẩm về hình sự hơn 220 vụ, kiểm sát về giải quyết các vụ việc dân sự 242 vụ việc, kiểm sát thi hành án dân sự giải quyết xong hơn 1.000 vụ, đạt 90,4% việc có điều kiện thi hành. Tòa án nhân dân thụ lý giải quyết xét xử các loại án đạt chất lượng cao, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định. Công tác thi hành án hình sự được chú trọng thực hiện. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định pháp luật. Tổng số đơn Ủy ban Nhân dân huyện tiếp nhận xử lý 177 đơn thư, trong đó đơn khiếu nại tố cáo 26 đơn, đã giải quyết 26 trên 26 đơn bằng 100%. Công an huyện luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban dân, sự phối kết hợp đồng bộ của các ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của nhân dân các xã, sự ủng hộ đồng tình của bà con nhân dân trên địa bàn đã giúp lực lượng công an thành công trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày vừa qua. Viện kiểm sát huyện Bạch Thông đã xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo đúng thời gian quy định, và để thực hiện tốt việc đó thì được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng ủy tỉnh cũng như của lãnh đạo, tập thể lãnh đạo ủy ban tỉnh, thường trực huyện ủy, thì đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt những thành tích tương đối cao. Cụ thể, năm 2015, 2016, 2017, 2018 thì đơn vị đã đạt thế là cờ thi đua dẫn đầu khối do viện trưởng viện sát tối cao tặng. Các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phối hợp giải quyết nhanh chóng, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện, công tác phòng chống tham nhũng của địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn. Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn,
trong đó phải kể đến cái việc năng lực về chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ công chức cũng còn hạn chế. Bây giờ thì việc tự kiểm tra để phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan vẫn là khâu yếu nhất. Rồi kinh phí dành cho công tác nội chính cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Ở cấp huyện thì không có cái cơ quan chuyên trách thực hiện công tác tham mưu về công tác nội chính mà gắn với thực hiện nhiệm vụ của văn phòng huyện ủy nên cũng gặp khó khăn trong công tác này. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, thời gian tới, cấp ủy chính quyền huyện Bạch Thông cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm túc đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản trong quản lý nhà nước theo quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Duy trì nền nếp và chủ động trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng theo hướng tinh gọn, đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện theo đề án số 12 ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp bộ phận cán bộ tham mưu giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, hiện văn phòng chung tham mưu giúp việc khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện Na Rì vẫn còn một số khó khăn lúng túng nhất định, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục xây dựng Đảng. Cũng như nhiều địa phương khác, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Văn phòng chung tham mưu giúp việc khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện Na Rì chính thức đi vào hoạt động. Với tổng số 8 người, căn cứ theo tình hình thực tế, hiện văn phòng này đã xây dựng theo 3 nhóm nhiệm vụ cụ thể, bao gồm tổ hành chính, tổng hợp, tổ chức, kiểm tra, tổ tuyên truyền, dân chủ, pháp luật và tổ phong trào. Có thể thấy đây là cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp cơ sở. Thuận lợi thì thứ nhất thì được đối với công tác thực hiện cái nhiệm vụ của các ngành đoàn thể cũng như của mặt trận Tổ quốc ấy, thì hiện nay đang thiếu biên chế thì một số thực hiện nhiệm vụ chung này thì chia sẻ chung với các ngành đoàn thể đều có cái chuyên viên để giúp cho các ngành đoàn thể đều có cái người tham mưu. Đấy là một cái việc mà thực hiện được. Thứ hai nữa là đối với các chuyên viên thì được tham gia vào cùng các ngành để được hiểu biết vào các cái nhiệm vụ của các ngành để cùng thực hiện nhiệm vụ, để nâng cao cái năng lực của nhiệm vụ. Thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, lực lượng cán bộ mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội vẫn còn phân tán, chỉ có từ 3 đến 5 người, mỗi người phải làm nhiều việc, dẫn đến chất lượng công việc đôi lúc chưa đáp ứng. Các tổ chức hoạt động độc lập chưa chủ động để điều động cán bộ hỗ trợ nhiệm vụ thường xuyên giữa mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Sau đó, việc sắp xếp lại bộ phận chuyên viên, nhân viên tham mưu giúp việc này nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khối mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đồng thời thiết thực cụ thể hóa mục tiêu đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn sâu và tính chủ động của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp về nội dung hoạt động, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại vị trí việc làm. Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện theo phương thức mới, hiện mô hình này vẫn còn một vài vướng mắc nhất định. Để trước đây nó chỉ là vướng về cái kinh phí của liên đoàn thôi. Đấy, bởi vì nó mình phải làm cái công đoạn là cái tài khoản tiền gửi. Đấy, sau đó thì khi mà thống nhất với tỉnh rồi và thống nhất với kho bạc thì hiện nay thì các cái nội dung kia là ổn rồi. Chuyên viên của văn phòng khối chung ấy thì hiện nay đang thiếu biên chế. Do vậy là mỗi một đồng chí chuyên viên thì nhiều lĩnh vực phải khó khăn để cái thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Để giải quyết những khó khăn này, vừa qua, huyện ủy Na Rì đã tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm thực tế tại thành ủy Bắc Cạn. Từ đây, những khó khăn vướng mắc đã dần được khơi thông. Đã cho tổ chức khối văn phòng để đi tham gia tại thành phố Bắc Cạn để nghiên cứu và học tập với lĩnh vực tại thành phố Bắc Cạn để thực hiện nhiệm vụ văn phòng khối mặt trận Tổ quốc. Thì sau đó thì về sẽ xem các cái quy chế phân công nhiệm vụ, nếu không phù hợp thì sẽ ban hành kiện toàn lại cái về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các cái chuyên viên trong văn phòng.
Được biết, đề án này đã được một số tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, phát huy được vai trò tích cực của khối mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong cuộc sống. Hy vọng rằng sau khi xác định và giải quyết những tồn tại vướng mắc, hoàn thiện quy chế hoạt động, mô hình mới này sẽ có những đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động, phân công, phân nhiệm cụ thể, huy động hiệu quả lực lượng tham gia các cuộc vận động, các phong trào, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này lần sau.